thời đi học, không ít người trong chúng ta từng bị thầy cô giáo gọi lên bảng để làm bài tập. Nếu biết làm thì không sao, đen đủi mà trúng bài chưa học thì chỉ có nước ăn trứng nõng. Vậy nên rất nhiều học sinh đã cố gắng, tìm mọi cách ăn lận, hay cầu cứu giúp những người chơi học ngồi dưới lớp để có thể tróc lọt qua bài kiểm tra. Còn nhớ trước đây, một số chiêu trò ăn lận kém cỏi được học sinh áp dụng có thể kể đến như viết bài ra tay hay lén xé trang vở nhét vào tay áo để lên bảng lén lôi ra chép. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, điện thoại được sử dụng ngày càng thông thường thì học sinh bây giờ đã to gan lớn mật, ăn lận bằng cách cáo già hơn nhiều. Mới đây, trên mạng làng Mạc Hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh trợ giúp nhau ăn lận của hai cậu học sinh trung học. Cụ thể, cậu người chơi ngồi dưới hồn nhiên rút điện thoại gọi cho cậu người chơi đang đứng trên bục giảng để chỉ bài. Cậu người chơi trên bảng chốc chốc lại ngoái lại nhìn người chơi ở dưới như để xác nhận thêm thông tin rồi hớn hở ngoáy phấn. Đoạn clip này sau khi được đăng tải đã gây bùng nổ mạng làng Mạc Hội và thu được hơn 13.000 lượt chia sẻ, 732 bình luận và 914 lượt chia sẻ. Nhiều người chơi vui nhộn bình luận. Nhắc bài thời công nghệ 40. Tổng đài chị Thỏ Ngọc hân hạnh nhắc bài cho các người chơi. Sao gan vậy? Làm cái tai nghe Bluetooth cho thoải mái. Ảnh chụp màn hình. Không biết sau đó, hai cậu người chơi to gan lớn mật này có bị giáo viên cầm quả tang không, hay có thể ăn lận tróc lọt. Nhưng dù thành quả thế nào thì vẫn phải công nhận so về độ nghịch ngợm, lắm chiêu trò thì không ai có thể qua được học sinh thời nay.